đấy. Hoặc là nếu mà chúng ta không biết, chúng ta trả lời phỏng vấn của họ qua điện thoại, những cái ý chung chung là thế này thế kia, thì lời nói bao giờ nó cũng không chuẩn bằng chữ viết, cho nên là họ có thể lái câu chuyện đi sang một cái hướng khác, đúng không ạ? Không phải là phóng viên nào cũng như vậy, bởi vì tôi muốn mọi người hiểu rằng rất có thể là có những phóng viên, rất có thể có những chuyên gia, họ xem những cái video này của tôi và họ sẽ chê trách tôi là bạn là chuyên gia, bạn là giảng viên mà bạn lại nói như thế, đúng không ạ? Vâng, tôi xin khẳng định rằng là tôi nói như vậy, tôi nói như vậy theo một cái nghĩa hẹp là sẽ có một số những cái phóng viên của những cái tờ báo không uy tín, của những cái trang tin không uy tín, họ cần view, đúng không ạ? Hoặc là có những cái phóng viên họ đã bị đuổi ra khỏi ngành, hoặc là có những cái phóng viên họ không có đạo đức nghề nghiệp tốt, đúng không ạ? Thì họ có thể khai thác chủ đề theo một cái hướng nó thiếu tích cực dành cho doanh nghiệp, hoặc là họ lợi dụng cái chức vụ nghề nghiệp của họ để họ kiếm cái lợi nhuận dành riêng cho họ. Như trên báo chí có đề cập đến là ví dụ như là phóng viên tống tiền doanh nghiệp đấy, và khai thác cái chủ đề của doanh nghiệp và muốn kiếm tiền. Thế thì ở đấy có thể là một cái tỷ lệ phần trăm nào đó, không phải là tất cả, cho nên là mọi người hết sức là lắng nghe, hết sức là hiểu, thông cảm giúp tôi, đúng không ạ? Tôi chỉ đang đưa ra giải pháp dành cho các doanh nghiệp, dành cho các cá nhân, nếu như họ phải rơi vào tình trạng là phải xử lý khủng hoảng truyền thông, họ phải đối mặt với cơ quan ngôn luận, họ phải đối mặt với các đội ngũ phóng viên để dày dặn kinh nghiệm, và trong đó có những người thực sự là họ có những cái dạ tâm nhất định, đúng không ạ? Vâng, hiện nay tôi thấy rằng là có những cái thể loại phóng viên là dạng sáng đánh chưa cầm tiền và chiều gỡ bài, và vừa rồi là Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã tước rất là nhiều thẻ hành nghề của các phóng viên mà vi phạm vào những cái điều này, đúng không? Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta cũng phải có mà cái sự chuẩn bị đấy, là cũng nên thân thiết với đội ngũ phóng viên, đặc biệt là những phóng viên có uy tín, có đạo đức nghề nghiệp, có chuyên môn cao, đúng không ạ? Ví dụ như là tổng biên tập, ví dụ như là phóng viên của tất các tờ báo vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ sẽ cho chúng ta những lời khuyên về chuyên môn, họ sẽ cho chúng ta những cái ảnh hưởng của họ đối với đội ngũ phóng viên khác, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nên có những cái đội ngũ quản lý, các công ty truyền thông, các công ty đối tác, đúng không ạ? Họ cũng có thể can thiệp ít nhiều vào việc là có ra bài hay không, có lên bài hay không, lên bài theo hướng nào, tần suất như thế nào, có chuyển hướng bài viết hay không, có đánh mạnh hay đánh nhẹ, đúng không ạ? Vâng, nếu mà doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với giới báo chí truyền thông thì họ sẽ giảm được rất nhiều nguy cơ, và chưa kể đến họ tận dụng được rất nhiều cái lời khuyên tốt đẹp từ những chuyên gia như vậy. Ok ạ? Vâng, điều đó phụ thuộc vào cái doanh nghiệp đó và cái bộ phận truyền thông của doanh nghiệp rất nhiều. Ok. Và có một cái vụ việc tôi vẫn nói đi nói lại, đấy là vụ việc Khải Siêu. Thì sau khi mà Khải Siêu bị đánh, đúng không ạ, và Khải Siêu bị khủng hoảng truyền thông xảy ra, tất cả các cơ quan báo chí, đài VTV, rồi thì phóng viên của các tờ báo lớn, rồi thì các báo điện tử lớn, họ đều đưa tin đồng loạt. Vâng, cơ quan công an, thị trường, các thứ thuế thế đều nhảy vào. Thế thì người ta có đặt ra một câu hỏi là tại sao cái doanh nghiệp này lớn như vậy mà lại không có cái sự chuẩn bị, hay là không có mối quan hệ nào về truyền thông, về báo chí, về pháp lý, hay là họ không biết phải làm gì, hay họ lúng túng, hay họ không làm gì cả. Tất nhiên cái câu chuyện này là cái câu chuyện người ta đặt câu hỏi trên mạng thôi. Thì tôi theo dõi vụ việc thì tôi cũng đọc được, thì tôi thấy tôi cũng đưa ra cái câu hỏi như vậy, chứ không phải là tôi nói là họ không biết làm gì hay là họ không có mối quan hệ. Có thể họ có rất nhiều mối quan hệ nhưng họ không sử dụng, bởi vì có thể là họ còn bị xấu hổ về vấn đề danh tiếng cá nhân chẳng hạn, hay cái gì đó chúng ta không biết trước được, đúng không ạ? Chúng ta không biết, chúng ta chỉ suy đoán, chúng ta chỉ đưa ra câu hỏi thôi. Và bản thân doanh nghiệp thì cũng cảm là do mình gây ra, như là lừa dối, ăn cắp, đúng không ạ? Rồi thì sản phẩm không tốt, rồi thì trốn thuế, vân vân, thì chúng ta thấy rằng rất khó. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là xin lỗi, chúng ta nhận trách nhiệm, chúng ta tiếp tục khắc phục hậu quả, đúng không ạ? Và chúng ta phải lựa chọn cái thời điểm để mà phản công cho nó phù hợp. Đấy, công cụ phản công là gì? Ví dụ như truyền hình, ví dụ như báo điện tử. Mà báo điện tử thì chúng ta cũng phải chọn cái tờ báo nào nó không có tương tác. Đấy. Hoặc là chúng ta đối mặt với cơ quan ngôn luận, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng cần phải
cân nhắc về các giải pháp như là tổ chức họp báo, thiết lập các vành đai bảo vệ hay là tổ chức trung tâm báo chí. Trong các sự kiện lớn thì người ta phải tổ chức cả những cái trung tâm báo chí để cho giới báo chí họ tác nghiệp, họ đưa tin một cách dễ dàng và chính thức nhất, đúng không? Thì đấy là một số cái lời khuyên của tôi, một số những cái thông tin cơ bản thôi. Thì rất mong là đã giúp ích cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo trong quá trình công việc của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.